Bộ các quý vị đàn ông dân tộc của chúng ta không thấy rằng là những phụ nữ con gái dân tộc của chúng ta càng ngày càng đỉ điếm, càng mất dạy, càng bố láo, càng vô ơn, càng vô nghĩa, càng vô đạo đức và cực kỳ hết sức là tội lỗi lắm rung với Chúa Cha của chúng ta, biết không?